Na nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích còn lâu năm. Tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp đang, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt, từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 205. Điều pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng bích đến sư ạ. Sư cho con xin một tín hiệu bạch sư, sư có nghe được âm thanh con không ạ? Con kính dâng bích đến sư. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ cảm ơn bác Pháp Thanh á. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Ngày hôm nay là ngày thứ 6, chúng ta sẽ Đại Pháp Cứu Kinh, chúng ta sẽ tiếp tục với bài học câu kệ Ngôn Pháp Cú số 205. Dạ, trước khi đi vào bài học thì xin được cáo lỗi với vị vì tuần rồi Tịnh Đạt không có tham gia sinh hoạt với diễn đàn. Tuần này thì Tịnh Đạt xin sinh hoạt lại bình thường. Quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt. Vì cái ở chỗ Tịnh Đạt đang ở, trời mưa bị cúp điện cho nên không có tiện để mà mở web thăm được, xin liên hệ cho. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái bài học mới ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutthang Bhagavantang Abhivademi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami Sathu. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con xin kính lễ chư tăng, đệ đức tùy đức cùng mến chào toàn thể quý vị đang có mặt trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với bộ kinh Pháp Cú số 205 phẩm An Lạc Sukhavagga. Câu pháp cú số 205 có nội dung như sau. Ba vi về ca ra sang bi tòa ra sang u ba sa ma sa cha ni da ro ho ti ni ba bo ma bi ti ra sang bi wang. Bhavi veka rasang bitoa rasang upasama saccha nidaro hoti nibbabo dhamma biti rasang bivang. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi không ác,
nếm được vị pháp hỷ, đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi không ác, nếm được vị pháp hỷ. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài In Đá Chanh Đá Chánh Thân. Sau khi đã uống vị của sự ẩn cư và vị của sự tịnh tịch, tịch tịnh, trong khi uống vị pháp hoan hỷ của giáo pháp thì trở thành không còn sợ hãi, không còn ác xấu. Sau khi đã uống vị của sự ẩn cư và vị của sự tịch tịnh, trong khi uống vị hoan hỷ của giáo pháp thì trở thành không còn sợ hãi, không còn ác xấu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 205 này. Paviveka rasang bitwa rasang upasamasaccha nidda roho tinipapo thamma biti rasang biwang. Câu đầu tiên, Paviveka rasang bitwa. Paviveka rasang bitwa. Chúng ta có cái từ là Paviveka rasang, vị của cái sự độc cư hay là viễn ly. Paviveka là sự ẩn cư hay là sự vắng lặng. Rasang, rasa là vị. Mùi vị, vị là mùi vị. Bi toa là động từ sau khi uống. Sau khi uống. Rồi câu thứ hai, rasang upasamasaccha. Rasang là vị hay là mùi vị. Upasamasa là sự tịch tịnh. Upasama tịch tịnh. Tịnh. Chá có nghĩa là và. Câu thứ ba, Nidda roho tinipapo. Nidda roho có nghĩa là không còn sợ hãi. Không còn sợ hãi. Ní cộng với daro dara là lìa khỏi sự sợ hãi. Hô tí động từ là. Hoặc là trở thành. Hô tí là hay là trở thành.
Nippabo. Nippabo. Lìa khỏi ác quấy. Hay là ác xấu. Ni cộng pa pa là lìa khỏi ác xấu. Nidda rohoti nipapo. Câu cuối cùng, câu thứ tư. Thamma biti rasang piwang. Thamma biti rasang piwang. Chúng ta có cái từ thamma biti. Thamma biti rasang. Thamma là pháp, biti là hoan hỷ, rasang là vị. Vị hay mùi vị. Việc quan hỷ trong giáo pháp. Pi văn là uống. Uống. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa sơ lược ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 205. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 205. Ba vi về ca ra sang bi toa ra sang upasamasa cha nedaro hoti nipabo thamma biti ra sang biwang. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Hoặc là bản bản Việt ngữ của ngài Giới Đức. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Thưa quý vị, duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 205 này đó liên quan đến một cái vị tên là Tích Xá. Dạ, một cái vị tỳ khưu tên là Tích Xá. Ở trong câu kệ ngôn pháp cú này đó thì có một cái điểm mà chúng ta thấy lầm lạ, tức là khi mà Đức Phật ngài nói về cái việc mà nhập niết bàn, cái thời gian mà nhập niết bàn thì chúng ta được biết là ngài hứa với Ma Vương sau 3 tháng kể từ rằm tháng Giêng tại đền Chapala đó. Sẽ nhập niết bàn vào rằm tháng 4. Nhưng ở trong câu kệ ngôn pháp cú này thì nói đến là Đức Phật ngài đã nói với các vị tỳ kheo là sau 4 tháng nữa ngài sẽ nhập niết bàn. Thì cái tin tức này
được loan truyền ở trong chư tăng đó, thì có một cái vị tỳ khưu tên là Tí Xá, một cái vị tỳ khưu tên là Tí Xá ở một cái nơi khác. Khi mà nghe cái tin này thì rất là vội để mà tu tập, rất là vội, tranh thủ cái thời gian muốn thành tựu cái phạm hạnh là thánh đạo thánh quả. Khi mà trước khi Đức Phật ngài nhận Niết Bàn, tức là muốn thành tựu cái phạm hạnh trong khi Đức Phật còn trụ thế. Thì cái vấn đề ở đây chúng ta làm lạ là cái thời gian 3 tháng hoặc là 4 tháng. Thưa quý vị rằng bên theo sự tìm hiểu của Đình Đạt khi mà học ở bên Thái Lan đó, thì không cái lần mà Đức Phật ngài tuyên bố với Ma Vương đó là sau 3 tháng nữa ngài nhập Niết Bàn, do là trước đó ngài Ananda ngài đã Đức Phật ngài đã gợi ý về cái việc mà những cái vị thuần thục trong tứ thần túc có thể trụ thế bao lâu tùy theo ý muốn. Nhưng mà ngài Ananda thì không có, ngay cái lúc đó ngài không có thỉnh Đức Phật ngài trụ thế lâu hơn. Thì sau đó Ma Vương đã xuất hiện và thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Trong cái lời giải thích ở bên Thái đó thì cái lần đó là lần cuối cùng. Trước đó thì Đức Phật ngài cũng đã từng có những cái gợi ý cho ngài Ananda. Ngài đã từng nói về cái việc nhập Niết Bàn. Ngài đã từng nói về nhập Niết Bàn như là ở núi Gicchaguta và một số nơi khác. Được biết đó là tổng cộng là 16 lần, 16 cái thời điểm khác nhau ngài Đức Phật ngài đề cập đến cái việc mà nhập Niết Bàn. Thì ở trong câu kệ ngôn Pháp Cú này nói về là con số 4 tháng, thì chưa có cái lời giải thích nào cụ thể, Tịnh Đạt sẽ tìm hiểu thêm. Tuy nhiên thì chúng ta ghi nhận cái vị tỳ khưu Tí Xá này khi mà nghe nói về cái việc nhập Niết Bàn của Đức Phật sau một khoảng thời gian nữa, thì cái vị này đã rất là tranh thủ tích cực để mà tu tập với cái ý nguyện thành tựu phạm hạnh thánh đạo thánh quả trong khi Đức Phật còn trụ thế. Đó là cái nguyện, ý nguyện của cái vị tỳ khưu Tí Xá này. Và với cái ý nguyện đó, vị tỳ khưu Tí Xá này cố gắng thực hành ngày đêm, không có lơ là, tranh thủ những cái thời gian của mình có được, giống như là tham gia vào cái khóa tích cực như vậy đó, 3 tháng, 4 tháng. Thì cái vị này thay đổi cái cách sống một cách rất là mau lẹ, làm cho các cái vị tỳ khưu bạn khác thắc mắc. Thì ở trước giờ thì cũng là trì bình khất thực, cũng hành thiền vân vân, nhưng mà sau lúc này thấy tỳ khưu Tí Xá có một cái lối sống tích cực hơn những lần khác, thì các vị Tí Xá này mới thổ lộ cái nguyện vọng của mình là muốn thành tựu phạm hạnh trong khi Đức Phật còn trụ thế, trước khi Đức Phật ngài viên tịch Niết Bàn. Thì các vị tỳ kheo đó mới bạch đến Đức Phật. Với bạch với Đức Phật là vị tỳ khưu Tí Xá này có một cái ý nguyện như vậy, có một cái
sự tu tập tích cực như vậy, tức là không có hội họp, cũng không có đi lại gần hội chúng, mà ở những cái nơi an tịnh vắng lặng để độc cư thiền định, cũng không có thường xuyên để mà tiếp xúc trò chuyện với ai hết. Và nói lên cái ý nguyện của quý vị này đó là muốn thành tựu phạm hạnh, thì Đức Phật Ngài đã khen ngợi cái vị tỳ khưu Tích Xá này trước mặt chư tăng. Đức Phật Ngài nói rằng những vị nào yêu mến Như Lai, yêu mến ta, thì hãy noi gương của tỳ khưu Tích Xá. Dầu ai cúng dường hương hoa, tràng hoa đến ta, ta không gọi là họ cúng dường ta cao thượng. Trái lại, những ai hành đạo đúng theo chánh pháp, chính họ là người cúng dường ta cao quý. Thuyết xong cái lời sắp tấn thì Đức Phật Ngài đã đón lên câu kệ mà chúng ta học ngày hôm nay là câu kệ 205. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhận tịnh, không sợ hãi không ác, nếm được vị pháp hỷ. Cuối cái thời pháp đó thì cái vị tỳ khưu Tích Xá này đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Không biết quý vị bây giờ chúng ta thì không có cơ hội, cái cơ hội bây giờ thì chúng ta cũng không có cơ hội để mà noi gương được giống như là tỳ khưu Tích Xá được đảnh lễ Đức Phật, nghe Đức Phật nghe thuyết pháp rồi. Nhưng mà bây giờ có một cái việc đó là chúng ta đặt ra, đó là làm thế nào để chúng ta có được cái tinh thần giống như là cái vị tỳ khưu Tích Xá. Chúng ta học pháp nhiều rồi, chúng ta tìm hiểu giáo lý nhiều rồi, chúng ta cũng tham gia nhiều cái khóa thiền, chúng ta cũng thực hành hàng ngày, nhưng mà làm sao chúng có được cái tinh thần của cái vị tỳ khưu Tích Xá này? Bởi vì thưa quý vị rằng đa phần những người, kể cả những người xuất gia, những người tại gia, những người tu Phật đó, tại vì chúng ta chưa có cái gọi là cái nhiệt huyết để mà giải thoát ngay trong cái đời sống này, chúng ta chưa có được cái tinh thần đó, cho nên chúng ta vẫn giữ cái thái độ là tu từ từ, học pháp từ từ, chưa có gọi là dùng hết cái tâm lực sức lực để mà học, để mà hành. Thì làm thế nào để mà chúng ta có được cái tinh thần đó? Nói đúng ra thì cũng phải nhờ cái phước báo ba la mật, nhiều đời nhiều kiếp buông tập, chứ chúng ta nhiều khi muốn cũng không phải dễ. Có hai cái ví dụ mà thường các vị hay sách tấn người tu Phật đó. Cái ví dụ thứ nhất là cái ví dụ mà tu giống như là con rắn. Và cái ví dụ thứ hai là so sánh tu giống như là con rắn mối. Đây chắc quý vị cũng biết được cái tật hay là cái tánh của hai cái loài bò sát này, con rắn và con rắn mối. Thì con rắn thường đó, khi mà nó ở trong cái thế bị động, tức là có người đuổi nó đi, hoặc là có cái tiếng động mà làm cho nó sợ đó, thì nó sẽ chạy một mạch, bỏ chạy đến khi nào mà cảm tìm được cái chỗ an toàn thì thôi. Còn cái con rắn mối đó, hay là con kỳ nhông, cái loài bò sát mà có chân nhỏ nhỏ đó, nó cũng
nó cũng bỏ chạy khi mà nó hoảng sợ hoặc là ai đánh đuổi nó. Nhưng mà quý vị để ý là nó chạy được một đoạn rồi nó sẽ dừng lại, nó quay đầu, nó ngoái đầu lại, nó dồn. À, nó chạy được một đoạn rồi nó ngoảnh đầu lại, nó nhìn. Nếu mà chúng ta tiếp tục đuổi nó thì nó lại chạy một đoạn rồi nó ngoái đầu, nó nhìn. Nếu chúng ta không đuổi nó thì thôi, nó sẽ nằm yên đó. Nó không như con rắn là nó chạy một mạch. Thì hai cái ví dụ này được ví như tạm thời giống như là cái người tu giải thoát á. Khi mà chúng ta gặp khổ đau, chúng ta gặp cái cảnh bất tội nguyện, chúng ta thấy đời là khổ, khi trải qua những cái cơn hoạn nạn, khó khăn hay là bệnh tật, mất mát, chúng ta hứa với lòng là chúng ta tu để mà thoát khổ. Khổ quá rồi, bây giờ tu phải thoát khổ. Nhưng mà cái tâm lực của mình nó yếu, tâm lực mình yếu, cái dũng tâm nó ít quá, nên nó kéo dài được 3 ngày, nhiều lắm là 7 ngày. Cái mà chúng ta muốn tu để thoát khổ đó, giải thoát cái khổ luân hồi này, không còn muốn phải triền miên trong cảnh luân hồi này nữa, thì nó được 3 ngày hoặc là 5 ngày thôi. Rồi cái gì nó trở thì nó cũng trở về vị trí cũ. Chúng ta cũng tham, chúng ta cũng sân, chúng ta cũng si, chúng ta cũng mê ăn, chúng ta cũng mê ngủ, chúng ta cũng mê dục lạc. Chúng ta trở về cái đời sống bình thường của mình. Còn như là cái người mà sợ luân hồi thật sự đó, giống như trường hợp của Ngài Tí Xá này đó, thì tu rốt ráo, Tịnh Đạt gọi là chí thú đó. Tu mà chí thú để tu ở người nông dân hay là cái người mà họ gọi là chí thú làm ăn á, tức là họ chấp nhận cái khó khăn để mà đạt đến cái thành công. Họ vui vẻ trong cái khó khăn, họ vui vẻ để mà vượt qua cái khó khăn. Cái từ chí thú, người mà có cái sự chí thú trong cái sự tu tập đó, thưa quý vị, rằng rất là mau giải thoát. Bởi vì tu tập nó không phải là hoàn toàn là an lạc hạnh phúc. Quý vị ở đây đã từng ngồi thiền rồi, đã từng đi đối diện với cái tâm mình rồi, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đi tu có nhiều cái khổ lắm. Mà tu mới thấy khổ chứ chưa tu chưa thấy khổ. Mà cái người chí thú đó thì họ an vui để mà đối diện với cái khổ, và an vui để mà vượt qua cái khổ đó. Còn ngược lại, cái người mà không có chí thú để mà tu đó, như là hạnh con rắn mối đó, thấy khổ rồi tu được mấy ngày, hết khổ cái hết tu, thì đó là hai cái tạm thời mình cho hai cái ví dụ cho cái cuộc tu. Tuy nhiên thì dầu có tu còn đỡ không, biết khổ dừng lại mà hướng về cái thánh thiện, vẫn là còn có cái trí tuệ, còn có cái con đường để mà thoát khổ. Còn người mà phải nói rằng tội nghiệp cho những người khổ, chỉ biết than van khóc lóc với cái khổ, chỉ biết sầu bi với cái khổ, chứ không biết con đường để mà thoát khổ, thì phải nói rằng rất là tội nghiệp cho những cái chúng sanh như vậy. Mà
chúng những chúng sanh như vậy thì không có thiếu, mà nhiều khi còn chiếm đại đa số. À, thấy khổ rồi chuốc lấy khổ, tức là tạo thêm nhiều cái quan trái, chuốc lấy khổ. Mặc dù là hạnh tu con rắn mối nó không bằng hạnh tu như con rắn. À, cái thái độ tu chứ không phải là mình tu theo con rắn hay theo con rắn mối mình bắt chước đó. Cái thái độ không được như là cái thái độ như là con rắn hay là con rắn mối. Nhưng mà một cái điều khích lệ đó là chúng ta cũng biết cách để mà dừng lại để là tìm con đường để thoát khổ. Khi mà chúng ta bệnh đó, nè, cái điều bệnh là không ai tránh khỏi rồi. Cảm sơ sơ chúng ta cũng khó chịu đúng không? Hay là chúng ta đau lưng, mỏi gối, chúng ta nhức đầu, chúng ta đau bụng. Khi mà chúng ta khỏe, chúng ta không có thấy hạnh phúc. Nhưng mà đối diện với cái bệnh đó, thì tâm của chúng ta lại lo lắng, hoảng sợ. Nhiều khi đêm nằm ngủ không được. Cái bệnh đó, một phần nó làm cho chúng ta ngủ không được. Cái phần khác là lo bệnh này nó có nhiễm hay không, bệnh này nó kéo dài hay không, và bệnh này nó có ảnh hưởng tới tính mạng của mình hay không. Chính vì cái lo đó, nó làm mình khổ. À, cái người mà không biết tu tập thì cứ khổ chồng khổ, khổ hoài. Còn cái người mà biết tu tập thì thấy cái bệnh, thấy cái già, thấy cái chết, cố gắng để mà tạo các cái công đức để làm hành trang trong cái kiếp lai sinh, cũng như là cố gắng để mà giữ tâm an tịnh, bình thản, chấp nhận cái sự thật của cuộc đời chứ không có phản kháng lại. Thì đó là hai cái thái độ hoàn toàn khác nhau. Và cái người mà như thái độ của con rắn đó, khi mà chứng kiến một cái cảnh chia ly, chia tay giữa người với người, và chia ly giữa còn lại và người đã mất, thì phải nói rằng có nhiều cái cuộc ra đi mà sau khi chứng kiến cái cảnh chia tay hay là cảnh tang tóc, thấy khổ quá rồi mới tìm đường đi xuất gia, tìm đường đi cầu đạo, thì đó cũng là một cái thái độ rất là đáng khen ngợi. Cái động lực để mà mình tìm đường giải thoát đó, nó quan trọng lắm. Giống như là chúng ta học tham gia các diễn đàn, chúng ta học Phật Pháp, nếu như là cái động lực mà chúng ta chỉ đến đây để mà nghe cái sự chia sẻ, để mà tham cứu, lắng nghe cái kinh nghiệm hay là cái giáo lý có đúng hay là sai, hay là dở, thì chúng ta chỉ dừng lại cái việc đó là trao dồi kiến thức. Tuy nhiên chúng ta đến đây để mà tìm những cái lời chia sẻ có thể hợp với mình trong hoàn cảnh này hay trong hoàn cảnh khác, ứng dụng được những cái lúc mà mình những cái tình huống mà mình đối diện, đối mặt, là một cái phương pháp, một cái cách để mà làm cho chúng ta, giúp cho chúng ta bình tâm trước những cái khổ đau của cuộc đời, thì cái thái độ nó rất là quý. Với cái thái độ đó thì chúng ta sẽ tiến bộ, bởi vì chúng ta rút ra những cái bài học kinh nghiệm của bản thân mình và rút ra những cái bài học của những cái vị khác để mà áp dụng trong cái cuộc đời của mình. Cái thái độ tu tập nó rất là quan trọng. Cái thái độ mà chúng ta học Phật Pháp cũng rất là quan trọng.
Trong cái câu kệ ngôn pháp cú số 205 này đó, thì với cái sự thay đổi của cái vị tỳ khưu Tích Xá, thường ngày thì vị này cũng tiếp xúc, cũng nói chuyện, cũng đi khất thực, hòa hợp trong hội chúng. Tuy nhiên khi mà nghe được cái tin đó là Đức Phật Ngài sắp sửa nhập Niết Bàn đó, thì Ngài rất là tranh thủ cái thời gian mà còn lại của Đức Phật. Ngài muốn thành tựu phạm hạnh, thành thánh đạo, thánh quả. Cho nên đó là không có tiếp xúc nữa, không có nói chuyện nữa, không có làm những cái việc khác, chỉ dành tối đa cái thời gian để mà thực hành, để mà chánh niệm. Cái việc đó nó làm cho cái sự thay đổi đó làm cho những người khác, những cái vị khác thắc mắc. Tuy nhiên đó, Đức Phật Ngài mới tán dương đó là với cái hạnh như vậy đó thì mới đạt được những cái thành quả mà xứng đáng là người tôn trọng Đức Phật, xứng đáng là người con Phật. Và trong cái câu này đó, chúng ta đọc cái trong cái câu này chúng ta đọc cái phần mà văn xuôi đó, chúng ta thấy sau khi đã uống vị của sự ẩn cư và vị của sự tịch tịnh ở đây á, vị thì chúng ta nếm đúng không? Nhưng trong cái từ Pali thì đó là pi toa hay là pi văn, pi toa hay là pi văn là uống. Cái vị ở đây chúng ta có thể hiểu đó là người có kinh nghiệm thật, trải nghiệm, chứ không phải là người hiểu biết, mà là người trải nghiệm. Trải nghiệm với cái đời sống ẩn cư tịch tịnh, và người có cái trải nghiệm với cái pháp hỷ, hay là có cái niềm an vui ở trong lời dạy của Đức Phật, ở trong pháp hành mà mình đang thực hành, thì cái người đó đó, cái vị đó đó, không còn cái sợ hãi hay không còn là ác xấu, không còn cái sợ hãi hay không còn cái ác xấu, tức là cái vị đó sẽ thành tựu thánh đạo thánh quả, sẽ thành tựu cái sự an lạc tuyệt đối. Cho nên chúng ta thấy rằng vị uống cái mùi vị thì nó hơi không có hợp lý, giống như là trong tiếng Việt mà chúng ta nói rằng đi tới cái nhà ăn đó, chúng ta nói ồ hôm nay nấu cái món gì mà nghe cái mùi nó thơm vậy, hoặc là nấu mà quên đó thì chúng ta nói là ồ nghe cái mùi khác khác, mùi khê, mùi mà nghe, đấy là trong ngôn ngữ. Thì uống cái vị, cái mùi vị ở đây á, quý vị chúng ta có thể hiểu đó là cái sự trải nghiệm. Trải nghiệm của cái việc đó là an vui trong cái đời sống ẩn cư tịch tịnh, an vui trong cái pháp hành của mình, an vui trong cái lời dạy của Đức Phật. Cái điều này á, nói á, thì rất là dễ, nhưng mà gọi là trải nghiệm phải nói là cực kỳ là ít ỏi. Giống như là những câu kệ ngôn pháp cú này chúng ta đọc, chúng ta thấy rất là hay, chúng ta thấy rất là hay, nhưng mà áp dụng được cái trong đời sống mình á, mới thật sự là một cái trải nghiệm. Chứ hay không nó chưa có giúp ích được gì cho mình hết. Hay không nó chưa giúp ích được cho mình, mà ứng dụng ở trong cái đời sống của mình mới là một cái điều mà là chúng ta trải nghiệm. Tình Đạt nhớ cái câu hoài, cái câu mà câu số 5 mà trong phẩm đầu tiên đó. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, vô hận diệt hận thù là đời, là định luật ngàn thu.
cái câu đó chúng ta đọc nó rất là hay, chúng ta đọc rất là hay. Nhưng mà ứng dụng được hay không cũng là một cái vấn đề. Bởi vì thường, thối thường thì chúng ta sẽ cột quan trái. Nếu mà ai hại mình, ai gây hấn với mình thì mình sẽ cột quan trái với người đó. Ai chửi mình thì mình cột quan trái với người đó. Chúng ta có thể đáp trả lại bằng những cái lời nói thô tục, hoặc là chúng ta có thể im lặng và tỏ thái độ bất bình. Đó là cái sự đáp trả của tâm sân mà Đức Phật ngày dạy trong câu kệ ngôn Pháp Cú là hận thù diệt hận thù. Cái sự quan trái mà diệt quan trái là không bao giờ có. Chỉ có sự cởi bỏ cái lâm tấm lòng từ. Chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà chúng ta có làm được hay không? Nếu mà chúng ta làm được từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn thì chúng ta sẽ có được cái sự an vui ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Thì ngay lúc đó chúng ta là người trải nghiệm, đang những cái vị hoan hỷ an lạc trong cái lời dạy của Đức Phật. Thì đó mới gọi là cái sự trải nghiệm, cái kinh nghiệm thật của mình. Nó không còn là cái lời dạy ở ngoài tai nữa, không còn là cái kiến thức giáo lý nữa, mà là cái kinh nghiệm thật của mình. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự an vui đến từ cái việc đó là không cột quan trái lẫn nhau. Cái điều này là cái điều Tịnh Đạt gọi là kỹ thuật. Kỹ thuật khi mà chúng ta học giáo lý, hoặc là kỹ thuật khi chúng ta áp dụng giáo lý. Chúng ta không còn là nghiên cứu nữa, mà là cái kỹ thuật để mà ứng dụng. Làm sao mỗi một cái câu kệ, hoặc là mỗi một cái thời pháp, hay là mỗi một cái bài kinh mà chúng ta đọc đó, chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm để mà áp dụng cho mình trong cái hoàn cảnh này hoặc là hoàn cảnh khác. Thì lúc đó, thưa quý vị, rằng chúng ta đang là người thực hành pháp, và người thực hành pháp là đang là người duy trì giáo pháp. Người duy trì giáo pháp là người thành đệ tử Phật. Chỉ có người thực hành giáo pháp là người duy trì giáo pháp một cách đúng đắn nhất, cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng. Chính nhờ những người thực hành pháp hiểu đúng pháp một cách rõ ràng bằng kinh nghiệm thật của mình đó, thì cái người đó mới duy trì được giáo pháp một cách đúng đắn và truyền bá giáo pháp được rộng rãi. Chỉ có cái người thực hành pháp mà thôi. Chỉ có cái người trải nghiệm được giáo pháp. Còn một cái vấn đề nữa đó, Tinh Đạt cũng có trình bày rồi, là an vui ở trong cái đời sống, an vui trong cái giáo pháp của Đức Phật. Ở đây chúng ta lại có thêm một cái khía cạnh nữa, là người xuất gia hay là người tại gia, chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chúng ta trì tam quy ngũ giới, chúng ta là người Phật tử. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng chúng ta sống và nghĩ, hay cũng như là thực hành theo cái tinh thần của người con Phật chưa? Hay là chúng ta chỉ là người con Phật ở trên cái nghi lễ mà thôi? Ở đây Tịnh Đạt muốn nói một vấn đề, đó là mình có thực sự là an vui với cái vai trò là người con Phật chưa? Nè, Tịnh Đạt có nói một cái câu ví von hơi vui, đó là thời đại bây giờ đó, người xuất gia đã ít mà người hoằng tục lại nhiều. Cái từ chỗ này đó là xuất gia đã ít, người hoằng tục lại càng nhiều, đó là người có niềm tin với Phật pháp đó, đã ít mà người hoan hỷ với cái đời sống, với cái tinh thần Phật pháp đó, nó càng ít nữa. Chúng ta xét mọi khía cạnh, cả ngang người xuất gia và người tại gia là người con Phật. Đã ít rồi,
nhưng mà có cái tinh thần hoan hỷ trong cái pháp mà mình thọ trì đó, nó cực kỳ hiếm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ứng dụng được ở trong cái đời sống của mình, ứng dụng được, không áp dụng được ở trong đời sống của mình, thì phải nói rằng có được cái sự hoan hỷ nó rất là hiếm, nó rất là khó. Thí dụ bây giờ quý vị đi chùa, quý vị là người cư sĩ, đa phần ở đây là các vị là người cư sĩ, quý vị đi chùa, thì chúng ta đi chùa vào dịp nào? Dịp lễ sám hối, một tháng hai kỳ, một tháng bốn kỳ. Rồi những cái dịp trai tăng, rồi những cái dịp lễ rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng sáu, rằm tháng mười, vân vân, lễ dân y. Quý vị thử nghĩ coi những cái dịp đó là sao? Là lễ, một là lễ lễ lộc, hai là cúng dường. Thì những dịp như vậy đó quy tụ nhiều chư tăng cũng như là nhiều Phật tử, cái không khí nó rất là vui, nó rất là hoan hỷ, đúng không? Chúng ta nghĩ vậy, chúng ta thấy rằng cái cuộc sống ở trong chùa nó an vui giống như là những ngày lễ vậy đó. Cho nên quý vị sẽ có một cái suy nghĩ đó là đi tu rất là an vui, đi xuất gia rất là hoan hỷ, đi xuất gia rất là an lạc. Chúng ta có một cái suy nghĩ như vậy, không biết quý vị có cái suy nghĩ giống như vậy không? Cho nên các vị nói rằng thấy mấy sư đi tu thấy vui lắm, thấy mấy sư đi tu là đi xuất gia là thoát khổ rồi. Nhưng mà khi bản thân quý vị xuất gia rồi, hoặc là chúng ta đến những ngày thường, chúng ta thấy cái quang cảnh trong chùa nó vắng lặng, nó yên tĩnh lắm. Mà yên tĩnh một lúc á, thì chúng ta thích. Nhưng mà yên tĩnh một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cứ ngày nào cũng yên tĩnh như vậy, chưa chắc là chúng ta an vui đâu. Đó là Tịnh Đạt nói về cái không khí, cái môi trường thôi đó. Cho nên tìm cái an vui ở nơi yên tĩnh hay là độc cư, nó cực kỳ khó. Nó cực kỳ khó. Bởi vì người xuất gia hay người tại gia đều có cái khó khăn, mình có thể nói sao ta, cái vấn đề khó khăn ở trong người mình đó, cái phiền não đó ai cũng có hết. Cho nên ở trong hội chúng ta cũng thấy là khổ, chúng ta thấy phiền, mà sống một mình đảm bảo với quý vị vẫn khổ vẫn phiền, bởi vì mình còn phiền não. Cho nên đừng nói là sống một mình hay khỏe hơn là sống nhiều người, không có đâu. Nó chỉ là tùy theo là mình sống như thế nào, mình có thái độ như thế nào mà thôi. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài nói trong cái câu kệ ngôn pháp cú số 205 này đó, đã nếm được vị độc cư, đã nếm vị nhàn tịnh, an tịnh, tịch tịnh, đã trải nghiệm được, đã kinh nghiệm được, đã an vui được ở trong cái đời sống độc cư, cái đời sống an tịnh, và an vui, an lạc ở trong cái pháp mà cái người đó đang thực hành, thì phải nói rằng cái người đó không còn lo sợ cái gì hết. Chắc chắn là như vậy. Thì qua cái câu kệ ngôn pháp cú số 205 này, Tịnh Đạt muốn nhắn gửi thêm, đó là mặc dù chúng ta là hạnh tu theo cái thái độ con rắn mối hoặc là thái độ của con rắn, chúng ta thấy khổ chúng ta tu một mạch, tu không quay đầu, hoặc là lâu lâu ngoảnh đầu lại, đứng lại hưởng thụ chút ít cái niềm vui thế gian. Tuy nhiên quan trọng nhất đó là vẫn là cái thái độ tu tập của mình. Biết khổ, tìm con đường thoát khổ, đó là cái con đường đi đúng. Và làm sao
làm thế nào để mà mình có cái sự trải nghiệm bản thân mình với những cái phiền não, với những cái sự vượt khó, với những cái gọi là theo cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ có được cái sự an vui từ nhỏ, từ điều nhỏ cho đến điều lớn. Đó là cái thái độ của cái người tu Phật. Thì qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 205 này, Tịnh Đạt xin có vài ý để mà chia sẻ với diễn đàn Pháp Cú Kinh. Tịnh Đạt xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin kính tri ân chư Tăng Ni cùng chư Phật tử, chư quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Cầu chúc cho tất cả quý vị hằng được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời bác Quang Thanh đã trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thu lần thầy. Thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính trên đại đức Tịnh Đạt Đức Từ Bi Hoan Hỷ. Thuyết giảng kinh Pháp Cú cho ngày hôm nay đến cho hàng Phật tử cho con, để chúng con học hiểu hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính trên đức Tịnh Đạt, và thay mặt đại chúng trong rung một lần nữa con xin được thành kính cung thiện đại đức Minh Thành Từ Bi Hoan Hỷ, thay mặt chư đại đức tăng chúc phúc cho rung sau thời pháp. Nam mô Phật Thầy Giá, và con xin được thành kính cung thiện đại đức Minh Hạnh. Bảo tu sắp âm mang lăng ra khăn tu sắp bế đề của ta sắp âm bồ đà nữ pha về na sa đà sa thi bồ văn trụ tề. Bảo tu sắp âm mang lăng ra khăn tu sắp bế đề của ta sắp an hàm ma nữ pha về na sa đà sa thi bồ văn trụ tề. Bảo tu sắp âm mang lăng ra khăn tu sắp bế đề của ta sắp an sanh kha nữ pha về na sa đà sa thi bồ văn trụ tề. Tăng chánh phúng hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp.